Nữ hoàng cung đấu TVB Sa Thi Mạng, tài sản nghìn tỷ, trẻ đẹp như gái đôi mươi nhưng lại bóng tuổi xế chiều. Từ khi rời TVB, Sa Thi Mạng là một trong những minh tinh nằm trong top 100 nghệ sĩ có thu nhập cao nhất Trung Quốc đua phúc bình chọn. Sa Thi Mạng sinh năm 1975, là nữ diễn viên, ca sĩ gốc Hồng Kông. Bước ra từ ngôi vị Á hậu 2 tại cuộc thi Hoa hậu Hồng Kông năm 1997. Sau khi đăng quang, người đẹp chính thức ký độc quyền và trở thành gà cưng được TVB lăng xê. Hơn 20 năm cống hiến, Sa Thi Mạng đã rời TVB và quyết định sang Trung Quốc tìm kiếm cơ hội mới. Được nhà đài ưu ái nên thuở mới vào nghề, Sa Thi Mạng nhận vô số vai chính qua các bộ phim như Hồ sơ Trinh sát 4, Long hổ tranh hùng, Tuyết sơn phi hồ. Thế nhưng diễn xuất của người đẹp lại gây tranh cãi, thậm chí còn bị khán giả gắn mác là bình hoa di động. Mãi đến năm 2000, Sa Thi Mạng có cơ hội chuyển mình và ghi điểm trong lòng khán giả qua hai bộ phim Cô gái đồ lông và Đường về hạnh phúc. Những năm sau đó, người đẹp liên tục ghi dấu ấn với hàng loạt phim ăn khách như Phụng Hoàng Lâu, Vòng xoay cuộc đời, Bằng chứng thép 2, Thiên và Địa, Sứ đồ hành giả, Kẻ đánh thuê và hàng loạt phim xoay quanh chủ đề cung đấu như Thâm cung nội chiến, Cung tâm kế, Công chúa giá đáo, Diên hy công lược, Yến Vân Đài. Đến năm 2016, Sa Thi Mạng chính thức rời khỏi TVB và chuyển sang Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Trong sự nghiệp diễn xuất, Sa Thi Mạng mang về vô số giải thưởng lớn nhỏ và được báo giới Hồng Kông ca ngợi là nhất tỷ của màn ảnh TVB một thời. Về độ giàu có, năm 2020, Sa Thi Mạng nằm trong top 100 những minh tinh có thu nhập cao nhất Trung Quốc đua phúc bình chọn. Hiện tại, sau nữ sứ đồ hành giả đang sở hữu khối tài sản hơn 100 triệu USD tương đương 24.000 tỷ đồng, chủ yếu là bất động sản. Ngoài sự nghiệp phim ảnh, Sa Thi Mạng còn đóng quảng cáo, đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng, livestream bán sản phẩm trên ứng dụng mạng. Tháng 7 năm 2021, Sa Thi Mạng đã livestream bán mỹ phẩm, hàng gia dụng suốt 5 giờ và đạt doanh thu khoảng 1,4 triệu USD. Về đời tư, Sa Thi Mạng từng hẹn hò với nam diễn viên Trần Hạo Dân trong suốt 4 năm. Sau khi chia tay, nữ diễn viên từng bị nghi vấn hẹn hò với không ít bạn diễn như Trương Trí Lâm, Trịnh Gia Dĩnh, Lâm Vôn nhưng nữ diễn viên chọn cách giữ im lặng trước tin đồn. Hiện tại, Sa Thi Mạng đang tận hưởng cuộc sống độc thân. Trên Instagram cá nhân, nữ diễn viên vẫn thường xuyên đăng tải những hoạt động hàng ngày từ ăn uống, thể dục thể thao, bạn bè, người thân. Nhờ thói quen ăn uống lành mạnh, chăm chỉ tập yoga nên Sa Thi Mạng, 46 tuổi, vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, săn chắc. Nhan sắc trẻ trung chẳng khác nào thiếu nữ 18 đôi mươi.